À, xin chào các anh chị nhà tư à, Thì vào đây trong phiên ngày hôm nay đó, thì nhìn chung anh chị mình có thể thấy à, Thì nói chung là hôm nay chúng ta lại tiếp tục với cái chuỗi uh, series ha Mỗi ngày một uh, cổ phiếu hay là một cái dòng cổ phiếu nào đấy có những cái sự bùng nổ Đúng không? Và anh chị thấy rằng là em làm nó giống như nó bị delay một ngày á Giống như video kia đi thì em làm con BIDV và con việc con banh Còn video hôm qua thì em làm là dòng chứng khoán và dòng ngân hàng nói chung Đúng không? Thế mà hôm qua thì con BIDV với Vietcombank là nó cũng có tăng nhưng mà nó tăng mồi thôi, nghe nó tăng một mấy phần trăm thôi. Và thật sự là tới phiên ngày hôm nay thì nó mới có những cái sự mở biên bùng nổ. đúng không? Thanh khoản vào luôn, BIDV nè. Hôm qua tăng mồi thôi, hôm nay mới tăng thật. Tăng 3% khối lượng tiền vào rất lớn. Đương nhiên là những cổ phiếu mà mang tính chất trụ như thế này mà kéo như thế này là quá tốt rồi tại vì nó tốn rất là nhiều tiền anh chị nha. Vietcombank nè. Thấy chưa? Hôm qua tăng mồi thôi, hôm nay mới tăng vượt nè thanh khoản rất ok luôn một con trụ mà mệnh giá chín hai nghìn tám tăng hai trăm là khiến cho chỉ số nó rất là ghê được không vậy thì chắc là nếu mà tính theo cái quy luật delay này á thì hôm qua là mình làm về dòng chứng khoán và dòng ngân hàng nói chung thì có thể là ngày mai mới tới được hai cái đó thấy chưa vậy thì video hôm nay mà có nhắc tới con nào thì chắc tới ngày hôm kia nó mới nổ đúng không nguyên tắc delay là như thế rồi ok vậy thì đầu tiên á là mình nhìn sơ qua đi dòng ngân hàng hôm nay đi đa phần những cái băng lớn thì nó sẽ tăng biên độ lớn còn những cái băng loại hai thì này kia thì có thể là chắc là ngày mai ha điển hình này ctg đúng không ui rồi ctg đánh rất là ghê giảm sâu lỏng nè đi lên cũng lỏng luôn lên liên tục lên không cho một cái thời gian chỉnh sửa gì cả không hề có những sự điều chỉnh đánh rất khiếp mà đánh một hồi nhìn vô là nó cũng nằm một cái biên đi ngang ở nó hay heo anh chị quýnh rất hay nè nó đánh một hồi cũng nằm biên này nó liên tục nó tạo ra những cái nhịp thủng là thủng là thủng nè xong nó kéo lên bằng thủng là kéo lên bằng thủng là kéo lên bằng đã lần thứ ba thứ tư rồi chưa vượt qua được cái vùng này bây giờ ta đã quá tam ba bận đánh một hồi tới cái lần này không ai tin nữa mà lần này anh thì thấy ông dòng tiền vào rất là lớn 27 triệu cổ phiếu CTG trị giá gần 900 tỷ gần cả nghìn tỷ đúng không đóng cửa biên độ tăng cực kỳ kinh thì khả năng rất cao là cái lần này là nó sẽ là vượt thành công mình vô anh chị ha rồi những cái con như là mb nè hôm nay cũng có yên độ tăng tốt nè nhưng mà mb trước mắt nó phải test lại cái vùng đỉnh trên cái đã rồi stb nè stb ngày mai chạy nha à đúng rồi mình lưu vô đi vậy thì con stb sẽ là cái uh, nằm trên cái hình nền của ngày hôm nay à rồi VB cũng vậy nha vb thì hôm nay tăng cũng mồi thôi OK hôm nay em sẽ để lên tiêu đề ba con <laughs> rồi OK rồi tiếp theo là Vietcombank công banh nè trụ nè rồi bất động sản đúng không bất động sản thì em thấy là chuẩn lại bắt đầu có những sự chuẩn lại nhất định yếu tố hàng về ha <laughs> rồi ngoài ra thì những dòng khác thì chưa chưa có những cái biến động gì gọi là thực sự quá nhiều hết đa phần nó cũng có đi lên theo thị trường thì đương nhiên là chị tường tăng về mặt chỉ số rất là cao luôn anh chị anh chị thấy không đánh rủ mấy nhịp rất là mất thời gian liên tục tạo tâm lý mà trong khi đó nó kéo một mạch lên tiệm cận lại ngàn ba chỉ trong vòng có một hai ba bốn ngày thôi đúng không dưới này cho dù có tính dưới này thì cũng thêm khoảng tầm 3 phiên có nghĩa là tầm bao nhiêu 7 phiên thôi 7 phiên hai phiên đỏ là chính trong vòng vỏn vẹn chín phiên và ni kéo một phát từ một một tám năm tám sáu mà lên tới bao nhiêu một hai tám gần trăm điểm được không khiếp cực kỳ kinh khủng mà hôm nay tâm điểm thì chắc là ngân hàng và trụ thôi còn những dòng khác thì đương nhiên nó vẫn sẽ có xanh theo nó có thể là nó sẽ tới lượt ở những cái phiên sau anh chị ha rồi nhưng mà theo nguyên tắc ứng nghiệm là ngày mai dòng chứng khoán đánh đó đi delay ngày mà đúng không ạ thì mai sẽ là dòng chứng khoán đánh nha con vci này mà nó chỉ cần vượt giá 70.2.3 dòng tiền vào là nó sẽ trần đơn giản thế thôi Để ra cũng thế anh chị ha thì em đánh ai và VCI thôi anh chị nào có HCM cũng tương tự HCM chỉ cần mà bước khỏi vùng này là nó sẽ chạy rất là bay tại vì cái vùng kháng cự này rủ rất nhiều lần rồi thì nó không còn quá nhiều ý nghĩa đâu quan trọng dòng tiền nó đang vào thì em nghĩ là mai tới lượt dòng chứng khoán kéo nha anh chị cực kỳ lưu ý mua thì yên tâm đi anh chị em nói anh chị thẳng luôn rất nhiều video rồi hệ thống nguyên á không mua gì đó, đó. càng kéo là càng bán à càng bán còn mua á, thì mình sẽ mua khi nào mua khi nó chỉnh đó điển hình là đây một cái nhận định trong room của Nguyên nè Nguyên sẽ hình dung cho anh chị xem một ngày Nguyên phân tích như thế nào Mình cả nhà vẫn tuân thủ Chiến lược tăng càng nhanh Càng mạnh Và không có những sự nghi ngơi về điều chỉnh Thì chúng ta càng canh bán Điều chỉnh xuất hiện thì mới là cái cơ hội mua Tiếp theo Ai miss cái đợt 1 thì phải chờ đợt 2 Chứ đừng có miss cái đợt 1 Ngồi một hồi vội vàng quá Đúng chưa Lá vào sớm nó dính ngay cái nhịp phô mô rồi nó chỉnh lại cái thì lại mất lòng tin và niềm tin về thị trường Thành không chưa về xu hướng vào đây nè đảo trên lên lại rồi mọi thứ chỉ có từ tích cực đi lên thôi trước hay sau thôi hình dung ha đó rồi bắt đầu anh chị thấy là em có anh em có mua một con ha mua con bâu test nhiều đấy target về biên trên thôi rồi em kê đúng không nguyên tắc của nguyên hệ thống nguyên là gì mình chỉ mua khi nó tích lũy và khi mình mua khi nó điều chỉnh để cho thì mình kê mình kê những cái giá gần sàn và sàn của đất xanh và đích nếu hàng về mà xuất hiện tâm lý đổ bỏ thì mình sẽ lụm không có hay sao không có thì thôi anh chị biết mà thị trường đó, nó đánh nó rất là hay nó có trạng thái gọi là đánh rướng đúng không giống như verni nè nhìn rất là gần thôi Verni nè nó test tới đây nó rướng thêm một tí xíu anh chị cắt ra hết có thể nếu nó, nó giữ đáy ở đây anh chị lại không cắt đúng không nhưng khi nó hai đáy ở đây mà nó tận dụng yếu tố nước ngoài mà rủ thêm cây này nữa thì chắc chắn anh chị mình sẽ rất dễ bán hình dung ha và khi nó kéo ngược lên vào phát thành ra nó có những yếu tố rủ lố như thế này được chưa bất động sản cũng thế nó càng kéo như thế này nè khi nó kéo lố lên một cái mà mình vào phát là xác suất dính ngay cái cái pha chỉnh ở phía sau là cuối cùng là gì bán thì ngay đáy vĩ mô thì theo ngày mua ra thì lại bán vô bán vô thì lại mua ra đi lên thì lại mua thêm đấy chưa và chiều không nổi đua vào thì nó lại chỉnh bán ra thì nó lại nghe lại đúng không một cái mô tiếp rất là quen thuộc và rất là thường thấy ở nhà đầu tư cá nhân thấy chưa không ha đó rồi tới chiều bidv đánh nè rồi vi việt công banh việt công banh là em bán 50% số hàng chốt lại giá trên 91.8 có nghĩa là từ đó trở lên Chị thích giá nào chốt tùy tâm vậy ha tùy trời phật cho mình nhiêu mình lấy nhiêu nghe không? Rồi Nói chung là càng tăng mình canh bán thôi Giống như uh, Vinamilk cao cao em bán nữa BNC cao cao gấp ướp em bán nữa Đúng không? Rồi cái con uh, Vietcom này bứt khỏi đây cái bán một chút Hình dung chưa? Càng lên cao Không có điều chỉnh thì cô vờ Mà không chỉnh thì bắt đầu Nhường lại cho người khác luôn Hình dung ha Còn bất động sản Thì khi nào mà nó có những cái trạng thái Rủ ngược lại về mặt tâm lý Những cái ông bắt đáy Rủ lại Thì mình mua còn lên luôn thì đương nhiên em nghĩ là nó sẽ có lên rướng nó sẽ rướng rướng một vài cây Anh chị nghĩ rằng là nó vẫn mạnh nhưng vô rồi chắc chắn yêu hình dung hai cho nên rất là cẩn trọng với những cái dòng hồi sóc như là bất động sản chị nha rồi đó thì hình dung là còn hầu như tất cả các cổ phiếu thì những cái phiên những cái mã nào dòng nào mà mấy bữa sau mà chưa có kéo ấy thì nó sẽ tới được thôi rồi mình cứ tiếp tục mà mỗi ngày mình bỏ lên tiêu đề một cái hình ảnh một cái thông điệp một cái CZ uh, về những cái cổ phiếu mà những cái phiên sau sẽ có những cái sự bùng nổ anh chị ha, đó mình tập trung vào những cái đấy. Còn về hệ thống nguyên thì đa phần nguyên có chia sẻ rồi thì um, không làm gì hết, mà mua thì cũng đã mua, bán thì cũng đã có bán. Được không? Cũng không có mở rộng thêm mà mình tập trung á, là mình vẫn tập trung vào những cái cổ phiếu có sẵn của mình nhiều hơn. Anh chị ha. Và nó kéo càng nhanh mà càng tốc độ cao như vậy thì có thể là mình sẽ bắt đầu canh bán tiếp có nghĩa là mình cứ chờ chặn lãi thôi mình chờ nó yếu thì nó bán hình dung ha chứ mình sẽ không có vội vàng đua vào tại vì cái đội vào đua vào này cắt á, thì cắt ngay dưới vừa cắt ra view thị trường sâu hơn thì nó lại kéo mà kéo rất là nhiều phiên rồi là bắt đầu vô đó là cái mô tiếp đu rất là là gì phổ thông rất là gì thường thấy ở nhà từ cá nhân anh gì ha rồi ok có nhìn em này thì dù lên thì nó vẫn lên thôi đúng không và đơn giản thôi À, ai mà view thị trường vượt ngàn ba thì nuôi dùm em một vài con ngân hàng tích lệ em chỉ nói gì thôi Còn những con khác thì mình chờ những thời điểm tiếp theo để em đánh giá Ví dụ như chứng khoán bây giờ hồi tới đáy mà hồi đến tới đây hỏi mua không sao mua. mua Sâu sâu đi không mua mà lên đây, đây nổ mấy cây rồi đi mua rồi rồi, rồi tới lúc nó nổ lên rồi em Em hô bán rồi, rồi, rồi bóc phố rồi Nguyên là là Youtube kêu mua ngày hôm nay mà mai nó nổ lên cái nó bán mất tiêu Đâu được No râm em đã mua trước là em sẽ không có nhu cầu cho anh chị mua sau nữa anh chị mua sau thôi em là bị mua sớm kéo phải mua trước nữa đó, cho nên là phía sau này nó lên kéo hưởng đúng không cũng không có kêu như là, à, có nhiều anh chị nhắn em à nguyên ơi anh chưa có vcr anh chưa có con này con kia là mua được không em nói không Vậy thôi, thôi, anh ơi, em canh bán mà tự nhiên giờ anh mua thì hàng anh lỡ như chưa về rồi tới cái bữa em hô bán là hàng anh không có rồi, rồi sao đúng không ra nó biết làm sao à, hình dung anh chị ha rồi ok cảm ơn anh chị rất là nhiều dành thời gian tối nay à, à, Xem video của nguyên nếu chị thấy cho nguyên một like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo mới nhất khi một khi ra video anh chị ha chung mà nhàn cũng đâu làm gì em nói anh chị mà nó mà kéo thằng ngàn ba em ngồi chơi luôn đúng không mình nói mấy video trước rồi chứ đâu phải là mình mới nói đâu anh dung ha rồi cảm ơn anh chị rất là nhiều chúc anh chị mình một buổi tối ngon mai chúng ta lại tiếp tục chinh chiến với thị trường nhớ nha đừng có đua mấy con tăng nha đừng có phô mô và những cái dòng mà cho rằng là đẩy nha ngắn hạn nó lên đấy nhưng mà nó rứa rứa một vài cây mà nó quay về một phát đó mới là cái cơ hội mua của mình nhớ anh chị nha rồi cảm ơn chị mình rất là nhiều